quay qua nói nghe nè, bây giờ chú Bảo qua Dòng Cán này cần nó mua ớt cà ri về không? Chú Bảo. Rồi. Rồi nhặt. Nhặt chạy đó Tám ơi. Ủa mình tin rồi. Về rồi em. Về. Ủa nó xong rồi hả? Chưa nhưng mà về. Hả? Sao con quay á? Gì cưng? Đó nữa hả? Từ khúc nào? Đó từ đầu đó. Đó. Phù Kiên nằm mau tốt thân quân tình đến ngay bây giờ đó. Đầu cảnh luôn. Cảnh bên sườn núi có thác nước cao. Ôi trời. 29 hả Minh? Năm người quân và nữ quan cùng Trương... Trương gì? Trương Lễ Hưng. Trang 98 hả Minh? Phù Kiên thoát thân. Trang 98 bị thương nên chạy đi ngã nghiêng. Hồi 29. Hồi 29 anh nói hồi mà. Anh nói hồi mà Minh. Hồi 29 trang 98. Bây giờ anh không dám nói cái gì mà nghịch ý em hết trơn ở bên đây. Bây giờ anh nói chuyện với em giống như anh nói chuyện với bồ nhí của anh vậy đó. Anh nói thiệt luôn, thật lòng luôn. Hay thiệt hả? Được ngày nào hay ngày đó cưng ơi. Thiệt. Ồ, nay đem cái kiến luôn. Dạ. Không ba quên, không ba quên dụng cụ hành nghề. Hôm nay có đem dụng cụ hành nghề theo. Là gì? Mặc kệ. Tại gì thì mày đang đeo chứ lạ gì. Có rồi, chú Bảy. Ừ, thì đổ lưỡi rồi. Đó, tới đó kêu là dụng cụ hành nghề đó. Rồi chơi cưng. Hoài á. Từ sáng giờ ngọn nó hoài luôn. Nó đang mò kìa, đủ hoài mò. Rồi, thu. Thác nước rồi cậu. Liền cái hình nợ xuống. Nước cái dòng lại lần hai đó. Liền hình nợ xuống em. Thiệt. Làm cái hình nợ. Thôi làm nợ đi. Sẽ làm một cái động tác té đàng hoàng. Má dưới nè mà té vậy nè. Hiểu không? Mà nhìn xa mà thấy một cái gì. Giữa bài á. Thế sao? Giữa bài á. Em nói với anh Phương là giống như rồi, quay cái dòng sông cái làm cái áo nó trôi tôi cũng được. Không có hình nợ chị. Hình nợ hình nợ dịch giả chứ. Hả? Được không? Làm đây không? Chỉ làm trở gái cho ngàn mặt vui. Phù Kiên, chàng về tình sẽ phải tôi nghịch thần. Phù Hưng là nữ quốc giáo chân. Lệ Hưng, nàng áo chạy đi. Không, không. Hoàng đệ. Dạ. Đưa quận chúa. Dạ. Không. Nữ quan. Dạ, thái tử. Rồi, xem cậu ơi. Được rồi, được rồi. Con là cậu Tám. À, sao chữ Lữ Quang à, Lữ Quang tướng quân mau đỡ trong cung nha. Rồi con nói không, ta chỉ làm trở ngại cho nàng thôi. Thu lại cho Mỹ nha. Dạ. Rồi thu lại con. Ok, vô, 2, 3. Sẽ đến bây giờ. Đúng rồi đó. Nàng mà phó thân quân tần sẽ đến bây giờ. Lữ Quang tướng quân mau đỡ trong cung. Không, ta chỉ làm trở ngại cho nàng mà thôi. Phù Kiên, chàng về tần sẽ phải tôi nghịch thần. Còn hơn là lưỡng quốc giao tranh. Lệ Hưng, nàng mau chạy đi. Không, không. Hoàng đệ. Dạ. Đưa quận chúa đi mau. Không. Lữ Quang.
Dạ thái tử. Đi mau, trừ bữa trước có chuyện gì ta sẽ hỏi tội đi đó. Thái tử. Mỗi người một ngã, tìm được thái tử. Quần Ngưng, theo tôi. Trời, con nói từ từ, con nói cậu nghe thế nào. Ủa cậu hả? Theo dạ, tôi chứ không phải theo tôi. Theo tôi chứ theo tôi gì. Rồi cái đó đánh nào cho em sao? Nếu mà nói theo tôi, Quân, theo tôi. Theo tôi.